Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ làm tiếp, các bạn đừng quên bao lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập trước á, thì chúng ta đã bắt được bao nhiêu em Pokemon rồi? Ôi, mình đã có được 863 trên 881 em rồi các bạn ơi. Và chúng ta đã hoàn thành được, ôi vẫn là 97% Pokédex thôi. Ok, thì tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng bắt thêm một vài Pokemon nữa nha. Ôi, bên này có một con mèo nè, để mình qua mình kiểm tra thử coi. Quên, con này là con mèo thường thôi bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào trả mấy cái nhiệm vụ này đi. Mình đã có nhận rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Nhưng mà toàn là nhiệm vụ màu vàng với lại nhiệm vụ màu xanh dương thôi. Chúng ta vẫn chưa thấy cái nhiệm vụ màu tím có tên là Shooting Star đó các bạn à. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào đây mình trả nhiệm vụ trước nha. Chúng ta đã xong một cái nhiệm vụ rồi nè. Và ôi mình được 10 cục Glowstone hả? Nói chung thì cũng khá là xịn sò đó các bạn ơi. Ui và ba lô mình rất là nhiều đồ luôn rồi nè. Tại vì mình nhận cái nhiệm vụ đi mai đó các bạn ơi. Cái chú cảnh sát này mình đã thách đấu rồi hả? Khá là xịn sò luôn. Ui các bạn ơi, mình lại gặp một NPC cho nhiệm vụ nữa nè. Ui hai NPC luôn. Wow, khá là xịn sò đây. Và đây là nhiệm vụ gì đây? Ủa, mình mới thấy mà. À, đây là nhiệm vụ tìm một cái Pokeloot các bạn ơi, khá là xịn sò luôn. Vậy thì chắc một tí nữa mình sẽ đi mở cái Master Chest hay cái gì đó nha. Và phía bên này chúng ta lại có thêm một cái nhiệm vụ nữa. Ủa, mình mới thấy ở đâu đây mà. À, ổng bên này nè các bạn ơi. Tính chạy đi đâu hả? Đây, để mình coi thử đây là nhiệm vụ gì đây. Tìm một cái Tempo các bạn ơi. Chúng ta phải đi vào rừng để mà tìm một cái Tempo. Ui, khá là xịn luôn ha. Và mình sẽ kiểm tra coi còn cái nhiệm vụ nào từ các NPC của chúng ta không nha. Ui, mình đang cần cái nhiệm vụ màu tím có tên là nhiệm vụ sao băng các bạn ơi, nhưng mà chưa thấy luôn. Rồi, chắc thì bây giờ mình sẽ đi mở một cái Master Chest trước đi ha. Đó, để mình hoàn thành được một cái nhiệm vụ trước đi đã. Mình phải cố gắng làm thật nhiều nhiệm vụ để mà tập ngày hôm nay chúng ta có được cái Dynamax Band mới được. Đây, bên đây mình có được một cái Master Chest nè các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành đi mở Master Chest nha. Đó, để mà chúng ta cùng hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ này luôn. Đấy, và mình được một cái đĩa có tên là Potion Drop các bạn à. À, gặp con Siwado nữa. Dảnh củ tỏi mình luôn nè. À, mình đã xong được hai cái nhiệm vụ rồi nè. Tìm một cái Pokeloot và bắt một Pokemon Shiny rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ quay trở lại đây và tiến hành đi trả nhiệm vụ đi ha. Đó, bây giờ thì mình đi trả nhiệm vụ cho cái NPC này thôi các bạn ơi. Đây là NPC nữ nha. Và chúng ta được 3 thỏi vàng. Trời ơi, tôi đâu có cần mấy cái này nhiều đâu. Chắc bây giờ mình sẽ dọn dẹp cho nó sạch cái inventory của mình cái đã. Khá là nhiều đồ trong đây luôn các bạn ơi. Wow, đồ nhiều vãi cả chưởng luôn. Chắc phải đi về nhà và dọn dẹp một xíu thôi. Chúng ta còn cái NPC nào cho nhiệm vụ nữa không ta? Không thấy các bạn à. Để mình qua bên này coi. Bên này thì... Ủa, có một NPC nữ nè. Ôi ôi, nhưng mà không có nhiệm vụ rồi các bạn à. Còn nữa không? Hình như là hết rồi các bạn ơi. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi về nhà mình dọn dẹp đồ trước đi ha. Rồi mình tính tiếp. Bên đây mình gặp được Old Fisherman nè. Xịn xò, sẵn tiện thì mình sẽ cường hóa mấy cái con câu của mình luôn. Mình có đem Super Rod theo không ta? Mình có đem những cái con câu bình thường thôi. Đây là... hai cái Super Rod nè. Cái Good Rod này đã được cường hóa rồi. Để mình kiểm tra cái ba lô vàng này thử coi. Ba lô vàng thì có được một cái Good Rod chưa cường hóa nè. Cũng xịn luôn. Mình sẽ cho cường hóa nha bạn ơi. Đây, chúng ta có được một cái Rare Good Rod. Đây là một cái Supreme Old Rod. Wow, khá là xịn sò luôn. Wow, hai cái Rare Good Rod luôn. Và để mình cường hóa hai cái Super Rod coi ra cái gì nha các bạn ơi. Hy vọng là cái Super Rod cực kỳ xịn sò luôn. Ui, đây là Standard Super Rod thôi. Super Rod bình thường nữa các bạn. Còn đây là Ray Super Rod. Super Rod nó tốt. Tốt hơn có một xíu à. Rồi, bây giờ mình đi về nhà mình tiến hành dọn dẹp đồ cái đã. Rồi mai mình sẽ tiếp tục đi phiêu lưu nha các bạn ơi. Mình vừa dọn dẹp nhà xong các bạn ơi. Và tự nhiên có một con Raticate khá là to đứng trước cổng nhà mình nè. Sợ với cái trưởng à. Và trong tập ngày hôm trước á, mình có làm cái nhiệm vụ khám phá Ultra Space. Và nó đã cho mình được 5 quả Big Spawn các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Bây giờ chúng ta lại có thêm được 5 quả Big Spawn rồi nè.
Nhưng mà không biết có thêm một rabbit nào để mà bắt không nữa. Và mình có thêm một cây kẹo nữa. Để bây giờ mình kiểm tra level của mấy em Pokemon coi. À, một xíu nữa thôi là mình có thể cho Solgaleo lên cấp được rồi nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi kiếm mấy ông dân làng coi nha các bạn ơi. Đó, đi kiếm dân làng để mà tìm nhiệm vụ thôi các bạn à. À đây, mình gặp được cái ông dân làng có nhiệm vụ màu tím đó các bạn ơi. Ui vãi cả chưởng hả? Mình vừa lấy đồ ở bên cái trạm trung tâm Pokemon đó các bạn ơi, trung tâm hồi máu Pokemon á. Và mình đã có được khá là nhiều đồ rồi nè. Ui thì qua bên đây mình lại gặp được dân làng có nhiệm vụ màu tím rồi. Và như đây là nhiệm vụ Shooting Star thì phải. Ui đây là Professor luôn các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn nè. Ngon lành cành đào luôn. Nói chuyện khá là lâu các bạn ơi. Và đây, đây chính là nhiệm vụ Shooting Star. Chính là nhiệm vụ màu tím. Rất là xịn luôn nha các bạn ơi. Chúng ta cần phải đánh bại 75 Pokemon và bắt 25 Pokemon hả? Ok, bây giờ mình sẽ lên đường đi làm nhiệm vụ này thôi các bạn à. Đó, nhiệm vụ này để Dynamax được Pokemon đó. Mình sẽ lưu chỗ này là Dynamax Quest nha các bạn ơi. Dynamax Quest, rất là xịn sò luôn. Cuối cùng thì cũng tìm được nhiệm vụ này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái vùng băng tuyết để mà đi làm nhiệm vụ này luôn nha các bạn ơi. Hình như là vùng băng tuyết nó đã có thêm rất là nhiều Pokemon mới rồi đó. Mình sẽ đi qua bển nha. Ui bên đây có một em boss Dolphin nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ tiến hành đánh bại game này trước đi ha. Sẵn tiện chắc mình sẽ lên cấp được em Solgaleo luôn đó. Ngon lành. Đây là Dolphin cấp bao nhiêu đây? Cấp 105 các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành Mega Pokemon lên để mà chơi nó nha. Tí nữa thì mình sẽ được Dynamax Pokemon rồi. Ngon lành luôn. Chúng ta chỉ có thể chọn một là Dynamax, một là Mega thôi các bạn ơi. Không có thể có được cả hai nha. Ây da, con này thì đánh mình đau vãi cả chưởng hả? Ủa, chiêu nó tự đánh luôn kìa. Ui, dãnh của tổ MC dơ của mình luôn. Chắc mình sẽ đổi qua Volcanion đi ha. Xài chiêu Steam Eruption đi. Ơi, dãnh của tổ nó luôn. Và nó cho mình một cái Air Balloon. Ui, cái này thì không có xịn sò rồi. Ôi, ngoài này có một em Metaross Mega luôn nè. Ngon vãi. Mình sẽ tiến hành bộ cái hiệu cái đi ha. Và mình sẽ cho em Solgaleo này lên cấp trước đi. Lên cấp 86 nè. Rồi bây giờ thì tiến hành thách đấu em Metagross đi ha. Metagross với tôi. Xài chiêu xịn sò của nó nè. Ui, sao nó không có gây được nhiều sát thương vậy? Trời ơi. Đổi qua Flare Lit này đi ha. Ấy da, lần này thì đánh mình đau phải cả chưởng ạ. Ui, không được rồi. Cho Volcanion ra trận coi. Flare Lit. Trời ơi, nó đánh Volcanion đau vậy. May nè. Và mình đã học được Foul Play cho em Sableye rồi. Chắc mình sẽ thay cái chiêu gì đây ta? Power Game này đi quá. Và chúng ta có được một cái Metagross Shine luôn. Ngon, một viên đá Mega cho Metagross luôn các bạn ơi. Xịn sò con bò luôn. Và mình đã đánh bại được. Ủa, 4 em Pokemon rồi hả? Nhanh vậy có chữ hả? Ơi, xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Ôi, và đây luôn, Latios xuất hiện luôn rồi nè. Wow, lâu lắm rồi mình mới gặp được một em Legendary đó các bạn ơi. Và lần này là Latios nha. Em Latios này thì mình sẽ tiến hành dứt nó luôn nha. Cho nó lên đường thôi bạn ơi. Steam Eruption nè. Ây da, nửa cây máu của nó thôi. Là một phát Steam Eruption nữa các bạn ơi. Ui lần này thì ôi không có gây được sát thương cho nó rồi. Mình sẽ chuyển qua cái chiêu khác đi. Hydro Bomb thử nha các bạn. Ui Hydro Bomb cũng vẫn không được luôn. Bây giờ thì mình sẽ đổi qua cái chiêu Flare Lit này thử coi. Ui thất bại. Thành công nè. Và em Latios này đang bị cháy luôn. Mày nè, dãnh cửu tỏi luôn. Nó cho mình một cái vảy rồng. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ tiến hành lên đường thôi bạn ơi. Bay lên trên thôi. Ui nãy giờ mình mới đánh bại có hai con boss và một con Pokemon mà. Hình như boss là nó tính là hai con đó bạn ơi. Bây giờ thì mình chỉ còn bao nhiêu 70 em Pokemon nữa phải không? Để mình ra mình đánh con boss này thử nha. Coi nó sẽ trừ bao nhiêu nha các bạn ơi. Hình như boss là nó tính là hai hay sao á. Steam Eruption nè. Nửa cây luôn. Con Magikarp cáp này nó rất là dễ đánh các bạn ơi. Tại vì á, chiêu nó không có mạnh đâu. Rồi, dãnh của tỏi nó luôn rồi. Ui sao đánh con Magikarp cáp mà nó cho mình một cái Flame Orb ta. Khó hiểu vậy cái chữ hả.
Rồi lên bờ coi thử coi. Và... ủa? Sao con boss này thì lại là bình thường ta? Khá là khó hiểu luôn. Thôi, thôi kệ đi ha. Rồi, bây giờ thì mình chỉ còn 69 em Pokemon và bắt 25 em Pokemon mới nữa thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi qua mình kiểm tra mấy Pokemon này. Dưới đây chúng ta có được một con Pikachu Mewtwo. Ôi, con này là dạng thường thôi, nên là mình sẽ tiêu diệt nó luôn nha các bạn. Ú, nó bị cháy kìa. Mày nè, dãnh củ tỏi luôn. Bên đây còn một con Pikachu Mewtwo khác nữa. Và con này phải là con thường không ta? Ui, nó ở tuốt dưới đáy luôn. Trời ơi, cái con này kinh khủng chưa. Ây da, chạy đi đâu vậy? Con này mới cấp 20 thôi các bạn ơi. Flare lit nó nha. Đó, dạnh củ tỏi luôn. Ú, phải có bong bóng mà chúng ta mới trồi lên được các bạn ơi. Chứ không là bị ngập thở chết. Bây giờ thì mình có thể thấy được nhiệm vụ mà mình cần làm ở cái góc dưới phía bên phải này nè các bạn ơi. Đó, chúng ta cần phải đánh bại được 68 em Pokemon đó. Rồi, để mình dứt cái em Pikachu Mewtwo này nữa luôn ha. Này thì vẫy tay với tôi. Ui, sao đánh cái con này á, mình mất máu nhiều với cái trưởng ạ. Rồi, mình sẽ đi qua chỗ khác đi ha. Ui, chúng ta thấy được một em Lioni Galarian luôn nè các bạn ơi. Xịn xò thiệt sự luôn. À, mình sẽ khám phá cái vòng plan này đi ha. Cái vòng này thì mình chưa khám phá nhiều các bạn ơi. Không biết buổi tối nó có Pokemon nào không nữa. Chúng ta có được một con Lioni. Ôi, lại con Lioni nữa nè. Lioni Galarian nữa. Đó là nhiều em Galarian ở đây luôn. À, có một con Pinkertin gì nè các bạn ơi. Ui, nó đây nè các bạn. Ui, con này giống con nhím biển quá vậy. Wow, xịn xò thiệt sự luôn. Đây là Pokemon của Gen 8 nha. Và em này thì cấp 40. Chắc mình sẽ dùng Scissor trước đi ha. Chứ dùng mấy con Volcanion thì sợ không có bắt được các bạn ơi. Quả đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là Whipball thôi. Ngon lành chưa. Xài Whip Ball, ôi nhưng mà không thành công rồi. Em này có vẻ khá là khó bắt luôn đó các bạn à. Chúng ta phải phone Whip cho nó còn một máu đi. Đó, bây giờ thì nó đã cần một máu rồi. Mình sẽ chuyển qua cái quả khác. Mình nên bắt bằng quả gì ta? Safari Ball thử nha. Hoặc là Dust Ball các bạn ơi. Tại vì trời nó cũng đang tối mà. Ôi, chúng ta có được một con Pokemon mới nữa. Kế bên đây luôn nè. Đây 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 đây. Chúng ta có được. Con này là Persanker hả? Con này là Berserker các bạn ơi. Mình sẽ xài Whipball nha. Berserker. À, ngon ngon. Whipball luôn các bạn ơi. À, hình như đây là tiến hóa của cái con mèo. Đúng rồi, mình sẽ lên tìm con mèo cho các bạn coi. Đây, đây chính là mèo Galarian nè các bạn ơi. Nó sẽ xuất hiện từ cái vùng băng giá đó. Berserker. Và đây là mèo. Mình sẽ lượm mèo này luôn nha. Mèo này mới đúng là mèo mà chúng ta cần tìm đó các bạn ơi. Cứ Whipball mà xài thôi. Ui, xịn thiệt sự ạ. Và thế là mình đã có được 3 em Pokemon mới luôn rồi. À, Berserker. Đây, Berserker nè. Một con nữa là con mèo. Con mèo Galarian thì mình đã có rồi. Và con Pinkertin. Có, 3 con luôn các bạn ơi. Mình sẽ cùng lấy lần lượt 3 em này ra để chúng ta cùng coi hình dạng của tụi nó nha các bạn ơi. Ui, đã thiệt sự ạ. À, đây luôn nè. Trời, ba con sát bên đây luôn. Đúng rồi. Hai con kia là tiến hóa của nhau thì phải. Bộ cái hiệu cho tụi nó một phát các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ coi qua cái em Pinkertin này nha. Ủa, con gì đấy? À, đây là cái con X-Skill mà hôm bữa mình bắt được nè các bạn ơi. Wow, con này sao kích thước nó to vậy chứ hả? Trời, con chim kích cục băng các bạn ơi. Cái đầu nó bị kẹt trong băng nè. Đây, mình sẽ cho các bạn coi đây là Pinkertin. Oh, em này thì thuộc hệ điện hả? Ôi xịn vậy. Tới đây coi nè. Wow, nó thuộc hệ điện các bạn ơi. Và em này thì là kích thước nhỏ. Con này thì cộng attack nhưng mà trừ defense các bạn ơi. Rồi, mình sẽ qua cái em thứ hai. Đây là Mel Galarian nha. Ui, nhìn cái mặt nó nhìn ghê vậy cái chữ các bạn ơi. Cái này là cái râu hay cái gì của nó vậy? Rồi cái mặt nó một nùi luôn các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự luôn. Đây, Mel Galarian nè. Ây da, đi đâu vậy? Xịn thiệt sự các bạn à. Để mình coi hệ của cái em mèo này coi. Mình mới tìm hiểu xong, cái con mèo Galarian này thuộc hệ thép các bạn à. Kinh khủng thiệt sự luôn. Nó cùng hệ với lại con Scissor nè. Scissor cũng là hệ thép và hệ bọ đó.
Melgarian cũng như là cái con Berserker này nó cũng là hệ thép luôn. Xin vài cái chữ nha. Em này thì kích thước gì đây? Kích thước Giant luôn. À, nó cộng attack nhưng mà trừ special attack lại ngươi. Hình như là trừ hợp lý rồi đó. Còn cái con tiến hóa cấp 2 của nó là Berserker. Ồ, to phải cái trưởng ạ. Ui, nhìn con mèo này nó ngáo thiệt sự luôn các bạn ơi. Không, nhưng mà trông như vậy nó cũng ngầu hơn rồi đó. Ngầu như cái bông câu luôn. Ui, con bên đây cũng vậy nè. Con bên này thì kích thước nhỏ hơn nữa bạn ơi. À, thế là mình lại có thêm được 3 Pokemon mới rồi đó. Giờ thì mình sẽ cất tụi nó vào trong đây thôi. Wow, xịn so thiệt sự các bạn ơi. Rồi, thế là ban đêm thì chúng ta đã gặp được bao nhiêu đó em Pokemon rồi. Ở chỗ này có cái gì động đậy nữa các bạn ơi. À, đây là một cây kem hả? Vanillite các bạn à. Dứt mày luôn. Ủa, nó cho mình tuyết cũng như là băng. Vãi cả trưởng ạ. Chắc mình sẽ đi ngủ một cái đi ha. Đó, rồi chờ buổi sáng đi. Chúng ta sẽ tìm mấy em Pokemon khác nha. Wow, có thêm được 3 em Pokemon mới trong một tập luôn. Xịn vãi luôn á. Và cái nhiệm vụ đó của chúng ta chỉ còn lại là 22 Pokemon thôi. Bắt 22 Pokemon và đánh bại 66 Pokemon nữa. Rồi mình sẽ cố tìm quanh cái vùng băng tuyết này nha. Ủa sao cái vùng này nó nhỏ xíu vậy ta? Chắc mình sẽ đi qua một cái vùng mới đi ha. Vùng này nhỏ phải chữ luôn á. Đây là cái vùng Iceland siêu to khổng lồ luôn các bạn. Chỗ này thì mình gặp được một cái trung tâm Pokemon nè. Nhưng mà trong này thì không có bất kỳ ai cả. Người khá là đáng sợ nha. Và nó cũng mất luôn mấy cái PC rồi. Chắc là mình lấy đi thì phải đó các bạn à. Ơi ơi. Rồi để bây giờ mình khám phá cái vùng plain này thử coi. Wow, nó khá là rộng lớn luôn đó. Không biết ban ngày tại vùng plain này thì chúng ta sẽ gặp được những em gì nha. Mình nhớ ở đây còn một em Darumaka mà cái dạng Galarian nữa đó các bạn ơi. Nó sẽ xuất hiện tại cái vùng này nè. Ui, bên này có Vivillon. Vivillon bình thường thôi. Không phải là Vivillon đặc biệt. Đó, và đây chính là em boss của chúng ta. Em cúp chu nha các bạn. Ồ, xanh lè luôn. Xanh hả? Mình sẽ đánh cho nó thành cái chanh luôn. Mày nè. Ồ, nó cho mình một cái repel. À, cái này mà khi mà uống vô á thì các bạn có thể làm cái Pokemon khác xa lánh chúng ta đó. Nó sẽ không có tự động mà khiêu khích chúng ta được nữa. Hình như cái hiệu ứng của nó đâu đó tầm 15 phút thì phải. Vanillite, dứt nó luôn các bạn. Gặp em nào thì dứt hết em đó luôn. Để mình kiểm tra coi. Hiện tại thì mình đã bắt thêm được 3 Pokemon và chúng ta đã hoàn thành được 98% Pokédex các bạn ơi. Mình chỉ còn 16 Pokemon nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành luôn cái Pokédex này luôn nha các bạn. Và sau khi đó thì chúng ta sẽ được một cái Shiny Charm. Đó, một cái vòng Shiny để mà thu hút cái Pokemon Shiny xuất hiện đó bạn ơi. Nói chung thì nó cũng khá là xịn sò đó. Biết đâu với tôi. Dứt mày luôn. Lần này thì mình đổi Pokemon khác. À, chúng ta gặp được một em Pokemon mới nè. Snom các bạn ơi. Wow, con này không phải là Snow mà là Snom. Nghe khá là lạ đây. Mình cũng chưa có dịp để mà thấy nó. Ủa, nó ở đâu vậy? Nó trên cây. À, nó là con này nè các bạn ơi. À, con này là Snom đấy hả? Con gì vậy? Ôi, nhìn rất là lạ các bạn à. Nhìn như cục tuyết vậy. Ây da, mình sẽ bắt nó thôi. Mày một cái bon mới các bạn ơi. Bữa bon gen 8. Bắt mày bằng quýt bon nha. Và yes, bắt khá là dễ luôn các bạn ơi. Đây, Snom. Đó, Snom với tui hả. Hình như con này nó cũng có tiến hóa nữa các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi cái con Snom đó nha. Wow, rất là lạ luôn. Đây đây đây, nó đây nè các bạn ơi. Snom. Wow, nó giống một cục tuyết cái gì ta. Em này là Pokemon hệ băng và hệ bọ hả? Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Con này thì nó có mấy ký à? 3.8 ký à. Và nó có được hai chiêu là Power Snow và Struggle Bust các bạn ơi. Em này thì kích thước chuẩn nhưng mà nó cộng Special Attack trừ Attack hả? Ui, mình chưa biết chiêu của em này là xài cái gì nữa. Nói chung là cứ tạm bỏ nó vào trong đó đi. Mình sẽ coi nó sẽ tiến hóa như thế nào nha. Snom Evolve. Tiến hóa khi mà nó đạt được cái độ friendship là 220 và vào buổi tối hả? Ôi, vậy thì em này mình có thể tiến hóa được các bạn ơi. Đó, xịn sò nha. Ôi, bên đây chúng ta có một con Psyduck nè. Nhìn nó ngáo với cái chữ ạ.
Sẵn tiện thì mình sẽ kiểm tra cái con pin Cochin hồi nãy, coi thử nó có tiến hóa không nha các bạn. Ôi con này thì không tiến hóa. À vậy thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hóa cái em Snom này đi ha. Ôi mình gặp được một ông Officerman nữa nè. Wow ngon lành cành đào nha. Rồi nhắc mới nhớ, để mình lấy cái fishing lock ra kiểm tra thử coi. Ờ chúng ta có fishing lock của Clubberbird nè các bạn ơi. Mình mới có một em thôi. Đây là Clubberbird Classic. Con mực này là con mực ngoài hành tinh đó các bạn à, chứ không phải là con mực thường đâu. Sợ thiệt sự à. Mình sẽ kiểm tra nó cho các bạn coi nha. Một cái chủng loài ngoài hành tinh mà nó giống cái con bạch tuộc các bạn ơi, chứ không phải con mực. Mình lộn. Thôi bây giờ mình sẽ đi thách đấu tiếp với cái Pokemon này thôi. Ma Grip nè. Ma Grip với tôi. Ủa, mình đang để con Sivili bình thường hả? Chắc mình sẽ chuyển hệ cho Sivili đi ha. Chắc mình xài hệ điện là nó hợp lý nhất các bạn ơi. Đây, Electric Memory nè. Oh, Sivili hệ điện. Ui, nhìn xịn xo thiệt sự luôn. Đẹp vãi cái chữ các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đi thách đấu các cái em Pokemon khác thôi. Để mà mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ này nha. Đây, chúng ta sẽ lấy Reparberry đi. Chắc một stack là đủ rồi. Rồi, và mình sẽ đi qua lại cái vùng plan mà mình mới vừa lưu. Giờ thì chúng ta sẽ cho các em Snom tiến hóa thôi. Bên này có một em Cheldu hả? Cheldu nó spawn đâu vậy? À, nó tuốt ở dưới luôn. Wow, kinh khủng nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho cái em Snom đó tiến hóa đi ha. Đây, bây giờ chúng ta có thể giữ nút ship để mà coi thông tin của cái loại Perry này các bạn ơi. Cái này thì nó sẽ làm giảm Special Defense, nhưng mà nó sẽ tăng điểm Happiness đó các bạn à. Nói chung thì Special Defense á, mình cũng không có chú trọng cho lắm, nên là cứ giảm thôi. Và với lại cái em Snom này á, thì mình vừa mới bắt, nên là chúng ta không có cần phải lo sợ về cái vấn đề giảm cái điểm EV đó các bạn ơi. Ơi bên đây thì chúng ta có được một em Darumaka nè. Đấy chính là Galarian Darumaka nha. Rất là xịn luôn các bạn à. Đó em này thì mình đã tìm bên cái vùng sa mạc, nhưng mà đó chỉ là vùng xuất hiện của Darumaka thường thôi. Qua bên cái vùng núi băng mới là cái nơi để xuất hiện cái em Darumaka Galarian này đó các bạn ơi. Và sao cái em này nó siêu tí hon quá vậy? Ui, nó rớt xuống dưới luôn rồi. Chắc mình sẽ bắt nó bằng Dust Spawn đi ha. Em này thì cấp 34 các bạn ơi. Mình nghĩ thì nó cũng sắp tiến hóa rồi đó. Giờ thì cứ lụm nó thôi. Darumaka đã được thu phục các bạn ơi. Galarian luôn nha. Đây, Darumaka. Cấp tiến hóa của nó là Damanitan nha các bạn ơi. Để mình coi thử coi. Darumaka Evo. Cấp 35, chỉ còn một cấp thôi bạn ơi. Nói chung thì cũng rất là dễ thôi. Đây, đây chính là Darumaka Galarian nha các bạn ơi. Ui, nó siêu tí hon luôn. Mình không hiểu sao Galarian của con này lại là hệ băng à, trong khi là cái hệ bình thường của nó là hệ lửa các bạn ơi. Khó hiểu vậy cái chưởng luôn đó. Nói chung thì mình lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Xịn vậy cái chưởng luôn. Darumaka. Ồ, có một con mới nè. Đây là Obstagon. Ngon ngon. Obstagon. Để mình kiểm tra các bạn ơi. À, em này mình chưa có hả? Wow, ngon lành nha. Mình sẽ cũng bắt nó luôn bằng Whipburn thôi. Ồ, Pokemon Gen 8 sao nhiều con mình chưa có gì ta? Thêm một con nữa nè các bạn ơi. Obstagon. Đó, một quả bắt được luôn nè. Wow. Để mình coi cái em này có tiến hóa không cái đã. Obstagon Evo. Em này thì không tiến hóa các bạn ơi. Và để mình coi nó ở đâu vậy ta? À, nó ở tại vùng Iceland. Ui. Nói chung qua bên đây mình gặp khá là nhiều em xịn xò luôn đó. Nói chung thì đầu tiên mình sẽ cho em Snom này lên cái điểm Happiness trước đi hả các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ cho nó lên điểm 220 Happiness đúng không? Wiki nè, Snom Evo. 220 là được rồi. Hiện tại của nó là 162 hả? Ây da, chạy đi đâu vậy? Đứng lại đi, để tôi cho cái điểm vui vẻ nó tăng lên nào. 216 rồi các bạn ơi. Bây giờ là 222 rồi. Đó, nói chung là đủ điều kiện rồi đó. Giờ thì chỉ cần cho nó lên cấp nữa thôi là được rồi đó. Rồi sẵn tiện mình sẽ lấy cái em Obstagon hồi nãy mình vừa mới bắt ra luôn nha. Đâu rồi em Obstagon của chúng ta? Ui nó đây nè các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn. Em này cũng không tiến hóa. Con này thì mình không có thể cởi được.
Ôi nó giống như cái con gì lai quá vậy ta. Nói chung Pokemon Galarian bây giờ nhìn nó chủ yếu cái tông màu là màu trắng, màu đen và màu tím ha. Màu tím hay màu hồng gì đó bạn ơi. Ồ, con này khá là xịn sò luôn. Upstagin đã có được một em mới rồi. Và em này thì thuộc hệ bóng tối cũng như là hệ thường hả? Ui sao hai cái hệ trái ngược nhau vậy? Kích thước là búp mi. Đây là kích thước nhỏ nhất luôn rồi đó. Kinh khủng chưa? Kích thước búp mi luôn. Trời ơi. Vậy là kích thước bình thường của nó sẽ rất là to đó. Em thì mình có thể cởi được nè các bạn ơi. Ủa? Chắc do hồi nãy nó nhỏ quá nên mình không có bấm cởi được đó. Ôi và trời nó cũng muốn sáng luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất cái em Ostagon này vô nha. Rồi chúng ta sẽ lấy Sun Galio ra trọn đi ha. Còn em Darumaka này mình sẽ kiểm tra hệ của nó coi. Nó thuộc hệ băng các bạn ơi. Trái ngược hoàn toàn với lại em Darumaka thường nha. Em này thì trừ attack nhưng mà tăng speed. Ồ, Hustle hả? Ui cái ability của nó là Hustle các bạn ơi. Chắc mình sẽ cần tìm một em Darumaka mà có cái ability khác đi. Ability mà xịn sò một xíu. Mình còn một em Pokemon nữa chưa được tiến hóa đó chính là em Rippy các bạn ơi. Đó, cái em rồng á thần này nè. Khi mà tiến hóa lên cấp 3 thì nó sẽ là một em á thần đó các bạn ơi. Nghe cũng khá là ghê gớm đó. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành đánh bại hết cho xong cái nhiệm vụ Shooting Star đi ha. Trời ơi. Nãy giờ chưa xong nữa. Đây bên đây có con gì đây? Zigzagoon Galarian. Dứt nó luôn. Em này thì mình đã có rồi mà. Nên không có tiếc nữa các bạn à. Đó. Ủa, chúng ta có được cái con Corsola nè. Corsola thường thì mình đã có rồi. Để mình qua mình kiểm tra coi đây có phải là cái dạng đặc biệt không nha. Ui đây là cái dạng thường đó bạn ơi. Không phải là dạng đặc biệt rồi. Dạng đặc biệt của nó sẽ là, ô đây hả? Corsola Galarian. Nhìn khá là ghê ha. Đây chỉ là dạng thường. Vậy thì mình sẽ đánh bại nó luôn các bạn ơi. Bây giờ mới được nữa các bạn ơi. Felix nó thôi. Corsola nè. À, con này thì mới level 6 à. Nó có nội tại một máu nữa chứ. Nó cho mình một cái Water Tone Shard. Nói chung cũng khá là xịn sò đó. Corsola bình thường thôi. Ây da. Giờ thì mình lại đánh bại các em Pokemon khác thôi nè các bạn ơi. Còn 29 Pokemon nữa. Mình mới kiểm tra thông tin là cái em Darumaka này để mà tiến hóa thì nó phải cần một cái Ice Stone các bạn ơi. Ice Stone thì chúng ta có thể ráp từ những cái Ice Stone Shard này nha. Khá là hay luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho nó tiến hóa thôi các bạn ơi. Đây đây đây. Cho mày tiến hóa nè. Chỉ cần một viên Ice Stone thôi các bạn ơi. Nó không phải là lên cấp 35 như là em Darumaka bình thường nha. Ui ở cái vùng Gala này nó khá là xịn sò đó. Và để bây giờ mình coi. Nó đã lên con Damanitan rồi nè. Ui và mình đã học được chiêu Icicle Grass nè. Hình như là chiêu đặc biệt của nó đó. Chắc mình sẽ thay cái chiêu Thorn này đi ha. Damanitan. Xịn sò với cái chữ luôn các bạn ơi. Wow. Em này thì nó có cái Ability Gen Mod không ta? Ability của nó là Golira Static các bạn à. Không phải là Ability Gen Mod. Ability Gen Mod thì nó khá là xịn sò. Nó sẽ biến cái em Damanitan này về cái dạng thiền đó các bạn ơi. Cái dạng thiền thì nó sẽ phòng thủ, tăng sức phòng thủ và hình như tăng khả năng hồi phục máu thì phải. Mình nghĩ là như vậy. Mình cũng có được một em Damanitan. Ôi em này thì có C-Force thôi chứ không phải là Gen Mod các bạn ơi. Wow, khá là khó khăn chúng ta đây. Rồi, nói chung thì mình đã tiến hóa thêm được một em Pokemon nữa rồi. Giờ thì mình sẽ lấy thêm em Pokemon khác ra để mà cùng tiến hóa từ nó luôn nha các bạn ơi. Mình vừa lấy cái em Club Bird này ra để mà tiến hóa nó nha các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi cái cách tiến hóa cái em Club Bird này thì nó sẽ như thế nào nha. Khi nó học được cái chiêu Taunt nha. Và cái chiêu Taunt này thì nó sẽ học được khi nó đạt cấp bao nhiêu ta. Mình sẽ cùng kiểm tra luôn. Kỹ năng đi ha. Ui, để cấp 35 là được các bạn ơi. Chỉ còn một cấp nữa thôi là cái em Club Bird đó nó có thể tiến hóa được rồi đó nha. Rồi, mình sẽ thách đấu cái em Flappy này trước đi ha. Làm cái con boss này luôn nha các bạn ơi. Flareon này nè. Hơn nửa cây máu luôn. Khá là mạnh các bạn ơi. Chỉ một hit nữa thôi là em nó sẽ giảnh củ tỏi nha. Ôi vậy em này cho mình một cái Quick Nick Policy hả? Quick Nick Policy. Nói chung cũng được hả bạn ơi. Bộ cái heal một phát. Thì bây giờ mình sẽ luyện cấp cho tụi nó tiến hóa đi. Xịn sò con bò luôn. À quên,
cho cái con Snom này nó tiến hóa nữa. Snom này nó đạt được cấp 36 rồi nè. Ui, bây giờ phải luyện thật là nhanh cho cái em Snom này tiến hóa bạn ơi, chứ không là nó lại qua cái buổi sáng này chúng ta lại bị lụt giờ. À, wow. Bị mấy con cấp cao như này á, rất là xịn sò luôn đó. Quanh quẩn cái vùng núi này đi ha. Hy vọng là mấy em nó sẽ xuất hiện. Hay là mình kiếm luôn mấy con Darumaka khác ta. Nếu mà có thì càng tốt thôi. Bớt mai hả? Bớt mai với tôi nè. Ô, đây đây đây, Darumaka khác đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Mấy con này xuất hiện khá là nhiều luôn. Em này cấp 23. Lượm nó luôn nha các bạn ơi. Cứ lượm bằng Whipball thôi. Mấy con này nó tiến hóa bằng Ice Stone mà, nên chúng ta không cần luyện cấp nó. Nói chung khá là xịn sò đó. Không được. Ôi, vậy thì mình sẽ xài qua Liverpool đi ha. Wow, nó xài cái chiêu gì đó mà tuyết rơi nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Cái hiệu ứng á. Liverpool thành công liền. Ê, mình đạt được thành tựu Ice to meet you kìa. Vãi cái chữ à. Để mình coi cái thành tựu đó là cái gì đây. Ice to meet you. À, bắt 10 Pokemon hệ băng. Ui, bên đây chúng ta lại gặp được một con Darumaka khác nữa nè. Bắt nó luôn các bạn ơi. Ui, sao con này kích thước nó toàn như vậy không à ha. Kích thước tí hon à. Nó không như cái con Darumaka bình thường. Toàn là tí hon thôi. Nói chung là cứ lụm nó luôn. Thêm một em nữa. Bây giờ mình còn nhiệm vụ là đánh bại 7 em Pokemon và bắt 17 em Pokemon khác nữa. Ui, nói chung cũng khá là xịn sò đó. Mình sẽ cố làm cho nó nhanh các bạn ơi. Đó, bên đây còn có một con cúp chu boss nữa. Boss xuất hiện để cho mình luyện cấp cho nhanh hả? Boss cấp 91 thôi. Dứt mày luôn nè. Dảnh củ tỏi luôn. Cho mình một đôi Heavy Dirty Boot các bạn ơi. Nói chung cũng được. Con mèo cấp 28. Dứt con mèo này luôn. Và đây rồi. Cái con Snom cuối cùng cũng đã tiến hóa. Và Lopburn của mình nó cũng đã lên được cấp 35 rồi. Mình sẽ học cái chiêu Taunt này thay cái chiêu Pie này nha các bạn ơi. Và đây rồi. Chúng ta sẽ tiến hóa một lần hai Pokemon luôn. Đây là Snom nè các bạn ơi. Snom và Lopburn nha. Để mình coi Snom nó sẽ lên con gì trước đã. Nó lên con bướm hả? Đây là Chromos các bạn ơi, một con bướm hệ băng. Và em Lopburn này nó cũng đã tiến hóa theo luôn nè. Xịn thiệt sự. Và bây giờ thì nó sẽ lên em gì đây? Đúng là bạch tuộc ngoài hành tinh thì các bạn ơi. Đây là Grapplock. Chúng ta học được Autolock nữa các bạn ơi. Như gì đây? Autolock các bạn à. Chắc mình sẽ thay cái Rock Smart này đi ha. Autolock nghe khá là xịn sò đó. Bộ cái hiệu cái đã. Để mình qua mình đánh bại luôn một cái em boss qua này đi ha. Đã thiệt sự. Đây là Piloswine. Steam Eruption mày nè. Nó cho mình một viên kẹo luôn. Kẹo này thì chắc tí nữa mình sẽ cho mấy em Pokemon này sau đi ha. Bây giờ thì cho nó sẽ uổng lắm các bạn ơi. Rồi mình sẽ kiểm tra coi. Đây là Rosmode các bạn ơi. Em này mình có thể cởi được không? Không thể cởi được các bạn à. Có con Vanillite này cấp 56 luôn. Ui xịn vãi. Đây rồi, chắc mình sẽ cho Volcanion lên cấp luôn đi ha. Volcanion cho mày lên cấp 85 luôn. Đó, xịn chưa? Đây nè các bạn ơi. Romos. Con bướm đêm. Nhìn nó cũng tự tựa như là em Venomoth gì ha. Cũng là bướm đó các bạn ơi. Em này thì nó vẫn là Pokemon hệ bọ và hệ băng. Ui, hồi nãy mình tưởng cái cục băng. Gì nó là cái kén của con bướm các bạn à. Nói chung cũng khá là xịn. Và đây là em Grapplock. Grapplock này thì vẫn là hệ giác đấu thôi. Đó, kích thước huge. Ui, thằng này mình có thể cởi được nhưng mà không bay được nha. Di chuyển được không? Ủa, sao không di chuyển được luôn hả? Chúng ta có thể bơi được thôi các bạn ơi. Không có thể di chuyển trên mặt đất được nè. Ui, mặc dù cái con bạch tuộc này nó có thể đứng được nha. Wow, nói chung là mình thêm được hai Pokemon mới nữa rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cất tụi nó vào trong PC thôi. Xin so liền. Rồi, chúng ta chỉ tập trung luyện cái con Rippy này nữa là xong. Đó. Mà chắc Rippy này thì nó sẽ hơi bị lâu đây. Để mình coi. Piloswine.
dãnh củ tỏi nè. Wow, cái chiêu này hiệu ứng đẹp vậy các chữ ha. Cái chiêu overhit này nè. Rồi mình sẽ cùng kiểm tra lại một lần nữa. Chúng ta vẫn có 98% Pokédex và mình đã bắt được 869 trên 881 em Pokemon rồi đó. Wow. Thế thì chúng ta chỉ còn bao nhiêu? Thế thì chúng ta chỉ còn 12 Pokemon nữa là xong rồi các bạn ơi. Quá là kinh khủng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi luyện cấp để mà có thể Dynamax Pokemon trong tập ngày hôm nay nha. À, mình đã xong cái nhiệm vụ đánh bại Pokemon rồi. Bây giờ thì tới nhiệm vụ bắt Pokemon các bạn ơi. Mình sẽ dành một trang nào đó để mà chứa các Pokemon đi ha. Đây, mình đã vừa dọn dẹp một cái trang để mà chúng ta sẽ bắt mấy cái Pokemon bỏ vào trong đó các bạn à. Để mình tiện cho cái việc mà xóa Pokemon đó. Chứ bây giờ Pokemon mình đã có đủ hết rồi, mình đâu có cần mà bắt thêm nữa đâu. À, mình đây có con Swinub nè. Để mình sẽ lượm từ game này trước nha. Whitbon các bạn ơi. Đó, bắt 17 con nữa. Và gì đây, thành công rất là dễ thôi bạn à. Chắc mình sẽ lấy thêm một vài cái quả bon ra đi ha. Whitbon nè, đó. Chúng ta sẽ lấy thật là nhiều bon ra đi. Có con Vivillon. Vivillon, oh, Vivillon bình thường thôi, không phải là Vivillon dạng đặc biệt. Để mình kiểm tra Vivillon thử coi nó có cái dạng đặc biệt nào ta. Vivillon, nó rất là nhiều dạng các bạn ơi. À, cái dạng đặc biệt của nó là cái dạng Strike, dạng sấm sét này hả? Wow, xịn so thiệt sự các bạn ơi. À, dạng này thì nhìn rất là đẹp ha. Vivillon Strike đó các bạn. Và cái con Pilot White này chắc mình đánh bại đi ha. Chứ cấp nó cao quá mình bắt sợ không được đó. Đánh bại nó để mà tiện cho cái việc luyện cấp Pokemon của tôi. Đó, nên bắt mấy cái em Cúp Chu này nè. Cứ Whitbon mà xả thôi. Bắt 17 em nữa lận. Trời ơi, nhiều thiệt sự luôn. À, 16 em nữa lận chứ. Và thành công hai em rồi các bạn ơi. Đây, em thứ ba nha. Cúp Chu, dứt nó thôi các bạn ơi. Mình chỉ còn 3 em Pokemon nữa là xong các bạn ơi. Ơi. À, lần này chúng ta được một cái X-Pick hả? Ui, mình hy vọng nó là một cái Dynamax Candy các bạn ơi. Phải có Dynamax Candy thì nó khá là xịn sò luôn rồi đó. Rồi, bắt luôn cái con Bidou này coi. Ui, qua đây có hai con Bidou luôn. Chắc mình sẽ bắt rất là nhanh thôi các bạn ơi. Và thành công nè. À, thành công là thì cái con Volcanion nó sẽ xịt khói lên hả? Làm lại phát nữa đó các bạn ơi. Đó, vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Lần này thì thành công luôn. Ủa, Volcanion nó xịt khói hơi chậm. Xịt khói ăn mừng đó. Và em cuối cùng mình sẽ bắt đó chính là Zigzagoon nha. Lụm cho nó lẹ luôn các bạn ơi. Rồi, và xong luôn rồi nè. Oh. Ui, The Fallen Star Feel Warm to the Thought. Ui, cảm thấy ấm. Thôi bây giờ mình sẽ đi về mình trả nhiệm vụ ở này thôi các bạn ơi. À, chúng ta đã xong được nhiệm vụ Shooting Star rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi trả nhiệm vụ này thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi nói chuyện với lại giáo sư nè. Đây rồi, đây rồi. Đó, ok, I will do. Ơ, làm nhiệm vụ mới nè hả? Ồ, chúng ta có nhiệm vụ là đánh bại 25 trainer nữa các bạn ơi. Ồ, vậy thì mình nghĩ chắc mình sẽ gác cái phần Dynamax Quest này sang cái tập kế tiếp nha. Tại vì cái tập ngày hôm nay á, nó cũng khá là dài rồi đó. Chắc tập ngày hôm sau á, mình sẽ tiến hành Dynamax Pokemon nha các bạn ơi. Và cũng như tiến hóa game Rippy này nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.